Hello mọi người, đây bé bé giật ngục lúc nãy nè, đang tới bác sĩ kiểm tra nè, do là bé đi ra máu á, nên là đem tới bác sĩ gung. Do là nuôi mà bệnh nè, cứ mới kêu mấy ông thu mua chó vô bán nè. Phải không? Cờ hó ơi, của hộ. Chú hộ. Bán con vậy hả? Bệnh không chữa mà đem bán vậy đó, nó nghe đó. Bệnh không chữa mà nó đem bán vậy đó. Vậy mà còn tìm đường về nhà mà chạy nữa, vượt ngục rồi nữa. Hay ha, con chó nó nó kiếm đường về á. Kiếm đường về á. Về làm chi con? Về làm gì con? Nè nghe mẹ nói nè, chờ nhau cho mãn kiếp chờ, chờ như rau muống mà lên bờ chỗ bông. Đừng chờ nữa con ha, đừng chờ nữa, nó bán rồi chờ cái gì? Chờ què gì nữa rồi chờ? Bán lấy tiền rồi chờ cái gì? Lên không? Từ từ bình tĩnh. Đang test coi sao mà ra máu nè. Nhìn cái mặt này chắc nó cũng không chích ngừa đâu. Chích đâu? Mặt phê như kiểu 18 xong ấy nhỉ. Chích ngừa không? Chích ngừa không? Không vắng cái coi. Xích cái bụng ra anh. Cái bụng anh làm nó iPhone mà đưa vô cái bụng đó là chết rồi. Đây. Đây là nó chơi mày muốn phối hợp mày bơi nó chạy rồi. Phỏng vấn ơi, sao nó bán rồi con? Hả, con bệnh gì mà nó bán con vậy? Bán gì vậy? Tập bụng xuống. Hả? Sao? Bị gì mà nó bán vậy hả? Nhúng đi à, nhúng đi à. Ừ. Đi lội rồi một lội đồ nãy xuống luôn. Anh hiểu. Anh từng tí. Hơn rồi. Nãy xuống dưới ao rồi muốn hả? Sung lắm nghe, chạy. Chạy dữ ha con ha. Con này có cái xe lưng phải không? Phải con có xe lưng không? Không. Con xe lưng đẹp nữa. Còn con ở nhà đẹp lắm. Đây, đang cái này là test gì ạ? Kim trùng máu à. Ngủ. Liêm nhiêm à. Nó giả bộ ngủ rồi đó, thả ra đi rồi nó. Thả ra đi nó chạy bá phát luôn á. Bây giờ trung niên. Nói chung là khả năng bà vô nó vẫn có đúng không? Ghê vậy, cái ghê luôn hả? Mày đừng làm tao sợ nha mày. Cái ghê ra máu luôn hả? Dạ chứ. Giai đoạn của nó có ra máu rồi, quấn đường ruột rồi. Rồi. Cái trùng máu không thấy thì chắc ghê này. Cái rê là mày giết tao chết đi, mày giết tao đi. Cái rê là đủ tía tao đi ra ngoài quải tao mua xăng về tao đốt nhà ông bán chó đó. Cái rê là nước chuyển qua Mỹ rồi. Mấy cái cây của mặt liêm diêm rồi, liêm diêm rồi. Sao con? Sao vậy? Sao? Bị cái gì? Nam mô, đừng có ca ghê nghe con. Chờ nhau cho mãn kiếp chờ. Nó làm như là cái cọng này là mối của nó, rồi lại tới đây là gác cái mỏ lên nằm chờ. Ngủ luôn rồi. Rồi đi anh đi. Đi đón bé kia cái về tính luôn. Để đây cho Đức test đi. Rồi đi. Không, chị đi đón bé nữa về cho em gần đây nè.
À rồi cả nhà mình thì cuối cùng thì test ra thì bé bị ký sinh trùng máu ha mọi người. Đó. Đây. Thì Quang Linh sẽ cố gắng để chữa trị cho bé cho khỏe ha. Rồi. Bé đã bị bỏ rồi, bị bán rồi. Thì về tới Quang Đen thì Quang Đen sẽ cố gắng chạy chữa cho bé để bé hết bệnh ha. Bây giờ sống với bạn bè hả con ha. Đây. À, vô hồn thôi. À con ơi. Nè. Không có ai bằng chủ nó chừng ở đây không? Nè. Thấy chưa? Đó, nó vẫn nhớ mong chủ nữa. Thì không biết là có cái duyên nào đó không để đưa cái video của Hoàng Đen mà vô tình chủ thấy được á. Nếu mà chủ mà vô tình mình coi được cái lúc này á, cái nét mặt của bé nè đối với một người lạ như Hoàng Đen nè, thì không biết là chủ sẽ nghĩ như thế nào ha. Không một chút cảm xúc luôn á mọi người. Bé chó mà gần gũi với con người thì nó sẽ thân thiện không, nhưng mà đối với một người lạ như Hoàng Đen coi nè, không có một chút cảm xúc luôn á. Này giống ép lấy vợ không ơi. Ở đây con nè, con ơi nè, sợ hả? Không có sợ gì á nè. Ở đây con ơi, sao hả hả con, sao hả thương mà hai đứa con nè, thương ha. Đừng cắn nha, đừng cắn mẹ nha. Vuốt đầu được không? Ôi sao hiền khô vậy trời. Thương ha. Hiền khô à. Mà sao trầm tĩnh dữ vậy trời. Nói cho con. Trời ơi. Trời vuốt được mừng quá. Không sao con. Để má Bi chữa bệnh cho con ha. Chữa hết bệnh rồi mình về nhà ha. Ồ gia đình của mình kìa. À, kệ bà nó đi. Cái khúc nào mà nó không thương khúc đó bỏ rồi coi. Coi như nó khúc được thừa rồi con ha. Ha. Nè, nhìn mẹ nè. Mẹ đen chứ lòng của mẹ tốt lắm con. Đừng sợ nha. À, đừng sợ nha. Để mẹ chữa bệnh cho con ha. Nha. Ngoan đi. Ngoan đi ha. Ôi trời. Mô Phật. Giờ được mừng quá. Ôi chuông chuông con ha, chuông chuông. Không có chút cảm xúc luôn, nội ơi, giống như ngồi nói chuyện mình vậy. Nè. Chủ con chết rồi. Chủ con nó không còn sống nữa đâu con ha. Đấy. Chuông. Nó chạy tung tăng ở chỗ nghiệp quá. Mẹ Chuông á. Chuông nhỏ. Thương con ha. Thương. À, đó là mọi người, thì bây giờ là bé, tình trạng của bé là bị ký sinh trùng máu, thì Hoa Hồng Đen sẽ theo dõi và điều trị cho bé ha, để cho bé được khỏe mạnh, để bé sống với mấy bạn ở mái ấm của Hoa Hồng Đen. Thì cuộc đời mà con, ai cũng có những thân trầm mất mát con ha. Tại con xui thôi, tại vì xui thôi. Con theo không đúng chủ nên con xui thôi ha. Nhưng mà bây giờ thì hên rồi ha. Về mẹ, về với mẹ. Mẹ cái gì? Mẹ quốc danh nè con. Mẹ đi, sẽ đi xin tiền nuôi con ha. Ha. Cứ coi như là tại xui đi ha con ha. Tại vì mình xui. Cái mặt trời chứ thương không. Ôi trời đụng được à. Ê đừng hả động, đừng cắn mẹ nha con. Trời ơi có mặt thấy thương ghê không. Rồi mọi người thì mọi người cứ đồng hành với Hoa Hồng Đen ha.